với mục tiêu gắn kết những người Việt đã từng học tập, sinh sống tại Liên Xô trước đây, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác, mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, Liên bang Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây. Diễn đàn hoài niệm Liên Xô đã trở thành mái nhà chung của những người Việt yêu mến nước Nga. Vào sáng ngày 6 tháng 10 tại Hà Nội, Diễn đàn Hoài niệm Liên Xô đã tổ chức chương trình kỷ niệm 5 năm thành lập với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, các tổ chức hữu nghị và đông đảo thành viên của diễn đàn. Hãy để mặt trời chiếu sáng, nụ cười, những giai điệu quen thuộc và đầy cảm xúc với bất cứ những ai đã từng sinh sống tại Liên bang Xô Viết trước đây. Những ca khúc này cũng là một phần không thể thiếu của chương trình gặp gỡ giao lưu của các cựu du học sinh Việt, những chuyên gia Việt Nam, người lao động đã từng học tập sinh sống tại Liên Xô cũ trong buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập của Diễn đàn Hoài niệm Liên Xô. Chúng tôi là những người sinh viên ở Nga về, rất yêu loài hát Nga, mà tôi học về văn hóa Nga. Học rất nhiều về âm nhạc, về hội họa, về văn hóa Nga. Tôi là người rất yêu nước Nga, con nước Nga là tổ quốc thứ hai của chúng tôi. Khi có diễn đàn Hoài niệm Liên Xô, chúng tôi rất là vui mừng vì đây là nơi chúng tôi tụ hội lại, gặp nhớ nhau và để nhớ lại những kỷ niệm, những thời sống ở nước Nga Xô Viết. Cái diễn đàn này tên là Hoài niệm Liên Xô. Nó hoài niệm về cái quá khứ của một cái đất nước mà chúng tôi coi đấy như là thiên đường. Khi mà chúng tôi được sang đấy thì cảm thấy mình đến một cái thế giới mà nó vượt quá cái sự mơ ước của mình. Nhưng có một điều quan trọng nhất ấy, và là những bà mẹ Nga ấy, thì rất quý những chàng trai Việt Nam chúng tôi. Vì có những người bạn sau đến 3-40 năm, bây giờ họ mới gặp được lại nhau. Diễn đàn Hoài niệm Liên Xô không chỉ là nơi chia sẻ, ôn lại những kỷ niệm đẹp một thời đã qua, cũng như tri ân nhân dân Liên Xô đã từng hỗ trợ, giúp đỡ những người Việt trước đây, mà còn có các hoạt động xã hội từ thiện tới các địa bàn vùng sâu vùng xa, giúp đỡ những người bạn Nga sang học tập và làm việc tại Việt Nam. Đối với tôi hôm nay là một ngày trọng đại và tôi rất hạnh phúc. Đó là kỷ niệm 5 năm ngày thành lập của Hoài niệm Liên Xô Natalia Poissiere, 65 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội và 102 năm cách mạng tháng 10. Trước hết là chúng tôi thực hiện được cái tiêu chí tri thức, văn hóa, khoa học kỹ thuật, sự an lành, sự đoàn kết quốc tế, đặc biệt đoàn kết các dân tộc anh em Việt Nam và các dân tộc anh em trong không gian hậu Xô Viết. Hoài niệm Liên Xô chúng tôi đã làm một số việc tuy còn ít ỏi nhưng nó nói lên được một ý nghĩa của một diễn đàn. Từ buổi ban đầu có 15 thành viên, sau 5 năm thành lập, Diễn đàn Hoài niệm Liên Xô thực sự là chiếc cầu nối gắn kết 2 vạn thành viên, trong đó có nhiều người Việt khắp nơi trên thế giới.